Hôm nay được người yêu tin đồn dắt đi ăn cho nên là thôi mình cũng ăn tận hưởng, ăn nhiều nhiều. Nghe nói là hôm nay con mẹ mới lãnh lương, không biết lãnh lương được bao nhiêu mà dẫn tới cái nhà hàng to chà bá bứ. Nếu em đã có lòng thì chị cũng có một nghe nói trend dạo này là quen trai trẻ đúng không? Thì mình cũng bon chen theo trend để mình quen trai trẻ. Nên anh chưa bao giờ quen người nhỏ tuổi hơn mình trước đây, never ever ever before. Vừa mới tới nơi bước vô là đã thấy cái nhà hàng quá sức là hoành tráng lệ, cho nên là Ngân nghĩ chắc thằng này hôm nay nó đãi ngang được có một món ở đây quá trời. Nghe đồn là nhà hàng này là một trong những chuỗi nhà hàng của Jumbo Seafood, nhưng mà ở đây là chi nhánh thứ 6 vừa mới được mở ở ngay đường Trần Hưng Đạo. Ngân cũng khá là thích không gian ở đây bởi vì nó khá là rộng rãi và thoáng. Bên cạnh đó nhà hàng còn có những phòng riêng ở phía dưới và ở trên lầu để các bạn có thể tổ chức những bữa ăn thâm mập mà không thích bị sự làm phiền của những người khác. Ngân cũng chả biết hôm nay là thằng này nó order cho Ngân cái gì nữa, nhưng mà thôi đồ ăn cứ lên từ từ thì mình sẽ tận hưởng thưởng thức nha. Đấy, trước ly nước màu cam thì hình như là soda với syrup đào thì phải, wow, rất là ngọt nhà yêu. Tiếp theo là ly màu xanh lá cây là hình như soda với syrup táo, ui cũng ngọt luôn. Rồi em bị trừ mất 2 điểm vì 2 ly nước quá fail. Tiếp theo là phần thịt đi ha. Mà kể ra cũng ngộ, tự nhiên nó dắt mình đi ăn seafood hải sản, tự nhiên nó cho mà ăn thịt, cũng chả hiểu cái thằng này nó bị gì nữa trời. Nhưng mà thôi cũng kệ, nếu như vô đây ai mà bị dị ứng hải sản thì cũng có thịt để mà ăn, nhưng mà nếu mà thịt ăn nhiều như vậy sẽ bị quá ngọt nha. Ăn một miếng đầu nó nóng nóng xong cảm nhận được cái vị thịt nó thơm và đậm đà, nhưng mà càng ăn càng ngọt. Nhanh thôi Ngân thử chấm với cái nước chấm này coi nó có như thế nào. Đổi vị với nước chấm thì cảm thấy nó ngon hơn được miếng, tại vì cái độ chua của nước chấm nó làm giảm đi cái độ ngọt được một tí xíu. Còn cái thằng quỷ này nó kêu là vô tiệm hải sản ăn đâu với thịt thôi cũng thấy ngon, biết cái mùi hải sản của mọi người ăn thôi cũng thấy ngon và vui rồi. Trời, lúc đó Ngân cảm thấy hoang mang tột độ, nói rồi biết đâu có khi nào thằng này nó cho mình ăn một món thịt trong này thì không ta. Nhưng mà đến khi anh phục vụ đeo cho được cái tạp về thì thấy vui hơn được miếng, nghĩ là chắc sắp có cua tuyết hoặc là tôm hùm để ăn rồi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi, mấy má ơi, trời ơi, có cua thiệt nha quý vị ơi, tôi tưởng là tụi anh mỗi bánh bao không thôi á. Gánh cái găng tay vô để quay cái clip bóc cua cho hoành tráng vậy thôi, chứ thì chắc là người yêu tin đồ bóc hết nha. Bởi vì do hôm nay vô tình mặc nguyên cái đồ trắng mới nhờ nó bóc được á, chứ bình thường thì không có đâu nha. Tự nhiên khúc này nó trổ bóng gớm. Quỷ hà, tự nhiên sao cái khúc này thành chị em gái với nhau luôn. Đó, chứ chị em gái trai gì ta cũng không quan tâm cho ta ăn no cái bụng này ta vui rồi, chấm thử cái miếng sốt và ăn thử miếng cua coi như thế nào nè. Cảm thấy nước sốt chấm cua nêm nếm đậm đà rất là vừa miệng nha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua nếm thử cái bánh bao anh kèm này. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải quét một cái miếng nước chấm cho ngập ngụa cái bánh bao, sau đó bỏ vô miệng cắn phát nhai nhai nhai. Chưa thấy gì hết thì để cắn thêm thử phát nữa thì cảm giác là hơi nhiều dầu mỡ, với lại đây hình như đây là bánh bao ngọt. Bật mí cho mấy bạn nữ mới mà đi ăn hải sản với bạn trai á, mặc đồ trắng giống như Ngân nè, để mình được ăn thịt xong mình nó ăn xương. Trời ơi, ở đây nó còn có cái muỗng vui vui nữa, mình lấy cái muỗng này để mình vét hết mấy cái gạch cua bên trong. Ý ngon ngon ngon. Nó chứ kể ra nhìn lại thì thấy cũng tội nó đó mọi người, nãy giờ nó ngồi đó bóp thịt cho Ngân ăn, giờ nó ngồi gặm xương thiệt nha. Nhiều khi thấy bạn trai nào quen mình cũng khổ hết trơn mà không hiểu sao cứ thích quen kỳ ghê. Nhìn thấy mấy cái hồ nuôi hải sản tươi sống này cũng thấy khá là bắt mắt và thú vị. Nhưng mà hồi nãy anh cua thì thấy thịt cua nó dính vô vỏ, mà hôm bữa có ai chỉ Ngân là thịt cua dính vô vỏ thì nó làm sao mà Ngân quên mất tiêu rồi. Đây mới là cái khúc quan trọng cho mấy bạn nữ mà hay selfie trong toilet nè. Anh thấy mấy bạn chụp trong đó đẹp quá trời mà nhiều khi mình vô nó cứ phe phe như nào á, nên chả bao giờ mà Ngân chụp trong đó. Đấy, ok, bây giờ ăn xong rồi đi về thôi. Hôm nay tóm lại là người yêu tin đồn của Ngân đãi Ngân được có 2 món thôi nha. Hơi buồn nhưng mà cũng khá là ngon, có lòng là cũng được rồi. Anh ít lấy vị thôi chứ anh nhiều cái bụng nó bự quá nhìn nó ô về. Ok rồi, bye.